Rồi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình ạ. Rồi, mình xin giới thiệu mình Thành, Việt Nhật Auto, 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một chiếc xe Nissan Tida. Nissan Tida, sản xuất 2010, tên tự nhiên biển Hà Nội. Chiếc xe này của mình chạy được 8.3 km. Vâng, 11 năm thì chạy 8.3. Chiếc xe cũng chạy bình thường ạ, không phải là quá nhiều ạ. Chiếc xe này mình đang bán hơn 35 triệu. Hơn 35 triệu các bác đã có một chiếc xe đi tránh mưa tránh nắng rồi ạ. Biển Hà Nội. Màu xanh nhá. Màu xanh dương. Đèn halogen, xin nhan nhiều đây rồi. Option của chiếc xe này thì không có nhiều. Cốp khá rộng. Đây em mua về thì bác chủ và bọc da từ lâu rồi. Ốp thêm cái bọc này nữa nên là cái vô lăng lái vẫn còn mới lắm ạ. Cốp xe cũng khá rộng. Nội thất kem. Còn xe ghế thì được, ghế là ghế nỉ nhá. Ghế nỉ á, máy xăng ghế nỉ. Đây. 2010 đến bây giờ là mà ghế vẫn còn đẹp như thế này ạ. Em chưa làm gì, em chỉ có về xe về em chỉ có vệ sinh hút bụi thôi. Chứ không làm gì về ghế về da cả. Bọc nỉ. Bấm chỉnh gương này. Chỉnh kính. Nút bấm chỉnh kính nhá. Xe của em là nhập nhá. Đây, nút điều khiển gương này. Rồi vào đây hết này. Xe thì chỉnh ghế vẫn là bằng cơ thôi. Vâng. Đồng hồ hiển thị cũng khá là dễ nhìn nhá. Option trong cũng không có nhiều. Có đầu đĩa với lại đài thôi. Một để nước, để đồ này. Số phanh tay, chỉnh ghế ngả lưng ở bên phải. Option trong thực sự không có nhiều. Đời 2010 sẽ tùy tay này. Cốp. Bên sau rất rộng luôn ạ. Rất rộng luôn. Tất cả ốp bọc đều bằng nỉ này, rất mới ạ. Vâng. Chiếc xe này thì nó cũng không có nhiều option nữa lắm. Đây, phần lốp, lốp đây em thay tháng 6 năm 2000, tuần thứ 6 năm 2017 này.
Vâng. Thôi em xin nhắc lại một chút về chiếc xe của em. Chiếc Nissan Tida sản xuất 2010 tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe chạy được khoảng 8.3 km. Chiếc xe này hiện tại đang bán tại cửa hàng là 355 triệu. 355 triệu. Giá trên em còn thương lượng nhé. Vâng. Các bác nào muốn xe đi tránh mưa tránh nắng, một xe nhập, thì cứ liên hệ với em theo số line em ghi vào màn hình ạ. Vâng. Hoặc đến địa chỉ trực tiếp tại bên em, 89 Nhật Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nhật Auto. Rồi. Em xin cảm ơn anh em đã quan tâm đến chiếc xe của em và quan tâm đến kênh của em. Em xin cảm ơn ạ. Em xin kết thúc video tại đây ạ.